Giới thiệu với các bạn, đây là em máy Epson EHTW 7400. Em này có cường độ sáng đạt 2400 lumen, và đây là cái dòng máy sử dụng cái công nghệ 3 LCD của Epson này. Đây là cái model máy này. Rồi chúng ta sẽ có cái thông tin về thiết kế bên ngoài. Thì dòng này nó có kích thước lớn hơn các cái dòng máy phổ thông một chút nha. Cổng kết nối thì giới hạn chỉ gồm một cổng HDMI và hai cổng USB thôi. Phía bên này sẽ là loa này. Em này là hàng đã qua sử dụng chứ không phải hàng mới. Đã qua sử dụng Full HD và độ phân giải chuẩn là Full HD 1920x1080 nha. Đây là cái menu của em ấy, có hoàn toàn có tiếng Việt này. Mọi người có thể thấy được cái menu có tiếng Việt nha. Theo những thông tin mà hiển thị ở đây thì chắc chắn em này nó sẽ không có kết nối wifi tích hợp đâu. Vì ở cái mục thông tin mạng này nó bị ẩn mà. Chắc chắn là nó sẽ không có. Và dòng này thì nó sử dụng zoom là zoom số nha. Muốn chỉnh zoom thì chúng ta phải chỉnh ở trong cái menu ở mục này. Phía trên thân máy nó sẽ không có vòng chỉnh zoom như các máy thông thường đâu. Rồi các cái thông tin nha, ví dụ như là độ phân giải này, số giờ đèn đã sử dụng này, tần số quét ngang, tần số quét dọc, độ phân giải chuẩn, tín hiệu đầu vào, vân vân. Em này hiện tại thì đã chạy hơn 3779. Đó là cái số giờ trên máy thôi, chứ còn thực tế cái dòng này nó không có lưu giờ trên bóng đèn. Cơ bản thì các cái dòng máy Epson vẫn cho chúng ta một cái màu sắc nó khá là đẹp, tự nhiên và sinh động. Và em này nó có một cái điểm khác biệt, đó là cái zoom của em ấy khá là lớn, đến 1.6 nữa. Với cái màn chiếu thì chúng ta chỉ để xa tầm cỡ khoảng hơn 2 mét thì nó có thể chiếu hết màn 100 inch nha. Các cái dòng EHTW 7400 hoặc các cái dòng máy chiếu Epson chính hãng, các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web maychiếurẻ.vn, hoặc là đối với các máy đã qua sử dụng thì các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web là maychiucũ.com.